Hello, mến chào cả nhà nha. Cả nhà thấy ai không cả nhà? Võ Tòng Long Thọ. Tụi em hay gọi là Kiệt Báo Long Thọ cả nhà. Đó. Này mấy anh em ra ra đây ăn báo cái hố bơm nè. Đó không? Đây. Này là hố bơm chiến tranh xưa cả nhà. Thì bây giờ là hôm nay ra đây để xịt tép cả nhà ơi. Hôm qua đi hút ong mình nữa, tay nó đau à. Sưng, nay không có đi nữa, giờ đi step. Mà bực mình cái ông này ghê cả nha. Cameraman mà không có cho đi theo. Bắt đứng chỗ như vậy em không biết đứng quay kiểu gì cả nhà. Nhưng mà được cái là cái cảnh, còn mọi người xem cái cảnh thì được. Ai thích xem cảnh thì em cho mọi người xem cảnh thôi. Đó. Cảnh đẹp không? Ý là mình quậy quá nó ngợp nó nổi á, chứ còn này xi nhê gì nữa, Đi có nước mình quậy đục quá nó chịu không nổi á. được mớ nữa quật quật không Có chỗ nào nổi đây nè. quật quật đó ghê à. quật quật trắng Ồ, phiếu bộ đá ngừa ngon không à. đây nha. Đó sú nữa kìa, có sú con nữa kìa. Từ để em gỡ cái này ra. Cái lỗ nhỏ quá Nãy giờ quên nè, gỡ. quật trong đá rồi cái nha. Rồi. Quật này nó cỡ này nó không có lớn nữa Ừ, đâu, nó cỡ này thôi chứ nó đâu nó có lớn bự lớn nữa. thêm chí nữa mà chứ nó không có lớn được. Có em này là lớn nè À. đó, em đó là lớn là mốt chút mà có rộng ổ có sống đem gì thả ao luôn. Sợ xa nhà quá nó Sống không có nổi thôi sống chứ. nổi, thôi sống Chỗ nổi thôi là cho ở ok. nhà ngủ ráng cả nhà. Đứng chỗ cho nhà ngủ. Ừ. Chứ cầm caramel mà cứ bắt đứng chỗ gặp cái thằng hiếu động tay chân nữa chứ. Đó đó còn nhảy à. Ham không? Đó, vậy đó. Sướng không? Nhảy nhảy vậy chứ nó khô vậy đâu có chết chóc gì đâu. Đó, nhảy kìa. Ờ, đã rồi, đã rồi, đã rồi. Ô, coi nhảy kìa. Nhảy vậy chứ nó khôn lắm Nhảy. Nó nhảy nhưng mà nhảy ra, á, nhảy khôn xa lắm, ra. nó khôn lắm chứ nó đâu nó cũng được mới rồi. Quật nó mà đây chuối quật nó cái chị đây nó không có, nó có một hai vài con rồi, nó không, được, không có nhiều. Cái này mấy bữa mà nó kém thiệt kém á cả nhà, nó Ồ, gom xuống lại, nhảy nữa. nó gom lại xịt đá. Ủa đã nhảy kìa. Ờ này nước kém nữa chút nữa ha. Nó kém mấy ngày liên tục luôn á. Nước nó gom lại Nó cứ chừng. gom lại nó gọn rồi xịt Nó đá lòi mấy cái gọn rễ rồi. này ra luôn á. Đúng Là rồi, xịt ngon luôn. Tại giờ còn vướng rễ à. Nó nhảy vô trong rễ rồi thua. Đó, đó, nhảy nhảy rồi đó. xuống Ừ, lần luôn xuống kìa. à. Nhảy à. Nó khôn lắm, nó không có Nó nhảy vô, ngược vô. không có gì giỡn đâu. Cái này mốt cạn Ừ, cạn xịt cạn nha. tí nữa. Này cạn tí Sao nữa. tưởng mấy bữa nay nước nó máy nè. Ừ. Trong suốt trầm dặn nặng cẳng rồi sao lấy. Cái này mốt cạn Ngừng á, xịt mốt ngừng cạn cái á, là nó chạy. ý là này mốt nước cạn xịt cá được luôn Ừ. Nước này xịt này chịu không nổi, á. xịt Cái này này xịt đâu được, tôm đâu cá nhảy được đâu cả nhà. phải Ấy. cạn thì cạn kìa, Ừ. nó mới gom nó xịt Chủ yếu là xịt đằng cho nó vô cái lưới mới này vô. nè. Chúng gì hết trơn á. Ăn khô nó tôm súp rồi đã Ừ. kìa. Ồ. Ừ. Xuống này thả ao hô hấp sấy luôn. Không ngon gì đâu nữa. Quên xe nãy đi quên quên nhắc Không à. mà rộng chưa đó nè, xuống vô nè. Ừ. Nói chung là Em xuống quên này nhắc anh Võ Tòng mình đem theo. đó Ủa? rộng không, xuống này xịt nó vô phải dỡ lên chứ không không dỡ lên á là nó ra hết rồi. Nhảy nhảy Xuống nó nút tổng không hiểu nữa. Ừ. đó. Ở đây tính ra nó nằm sát cái Nè, nó xuống trần dằn vô trong đó nó không chịu đó. ra. Dạ nước cạn chút nữa là xuống nhiều lắm nè. Ừ, Ok nè, con dính này. Xuống đen luôn rồi nè. cái nha. Đó. Ừ, xuống này mà làm giống hơn hết sảy luôn. Ừ. Không biết sao nói luôn. Nè, tôi sẽ để cho nó lội lại như nó không có. Ờ, hồi nào Nó hơi có nghe cái mùi hơi.
Ở đây nhảy quá đã nè cả nhà. Ở đó đó, đó xuống đó, xuống nhảy ra đó. Ôi con cá bóng cá. Nè, bóng cá nữa kìa. Nè, cá bóng cá nữa nè. Con cá này kho ăn đảo. Đầu đựng xa quá, gần con này không biết còn hay không thôi. Sạch nồi không biết nó có rau. Anh Xui, chủ yếu sạch tét thôi chứ năm nay đâu có sạch cá đâu. Cá khó bắt nữa. Khó bắt nó lắm. Không phải có, cá là không? Phải có sẹt, cái sẹt kích điện á. Mới bắt được nó cả nha. Này chắc của Lâm lang thang thôi. Hàng bự ghê không? Bên đây nó vừa. Ủa sao hàng về nó không lấp ngắt đây ta. Này nhiều người lắm, hang dèo này công cộng mà. Ủa, nó quay phát một 4 phút luôn. Ghê không? Có tam mớ không? À, ôi con đã. Rồi 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 rồi, sướng không? Ê, cả nhà thấy khô không nữa, nó nhảy ủa, xong các bạn. Nữa nè em. Có không? Ủa, cái đói bự nha. Còn cá, còn cá, còn cái đói luôn. Đưa hàng cá ra đi. Ngồi chạy mất chắc luôn. Giờ sao ta? Thôi để đến vòng lại đắng luôn. Ừ. Ủa, nhảy à. Này vòng đắng sợ con cá chạy ra thôi. Sợ cá chạy ra hả? Ừ. Này, bỏ cá đấu trước đi. Này. Ai. Rồi, một con cá đấu. Rồi, bỏ xuống cho lội đâu lội. Thêm con cát nữa kìa. Chạy mát hả? Rồi còn. Sợ nó chạy. Này nó ấu ra dễ lắm cả nhà. Nó ra cái một à. Tôm thì còn cá nó có. Ừ đó. Nhảy rồi, bắt đầu cá đó nhảy. Không phải gì mà quậy nước nó đục đó cả nhà. Cay mát chịu nổi. Nhảy tiếp nè. À, đó vô ù đó lại nhảy à. Đó. Ừ coi coi. Biết sao không, tự mình hồi nãy mình quằn ở ngoài á. Cái nó hơi yếu, nó vô thông. Vô thông bởi vậy mình đẩy cho nó xịt. Đẩy vô thông rồi cái bắt đầu. Cái nó nhảy rồi. Nó đã không? Ừ rồi, con súng kìa, phóng kìa. Chạy rồi. Nhiều dữ ta. Tính ra súng cũng nhiều ghê á. Mấy cái lỗ này còn vậy nó lỗ trong còn ngon nữa. Ừ. Để ngói ra hết giờ. Đi ra cái đi vô lại khó. Hay có lá. Quá trời tôm. Để đưa anh lụm mấy con cá anh bỏ vô trước đi. Để rồi nó phóng ra. Ê cá chằn. Ủa cá đói cũng bự à. Cá đói. Đó. Cá tôm. Nó nằm rồi. Giờ không biết sao lụm luôn rồi. Cái này phải đi có cái hao đó. Ừ, đổ ra. Mình đổ trong cái hao lụm nó sướng lắm cả nhà. Mà này xa quá chắc chỗ thao cũng không nổi. Rồi bữa nào à, xịt gần nhà đem cái thao heo. Tôm quá rồi. Tôm tép một quýt tích gì. Tờ lưa luôn. Nói chung là nãy giờ chưa có xuống nái nào. Cái lỗ này thế nào cũng có xuống nái mà. Chẳng qua để vô nó bắt không nổi. Bắt không nổi nó. Nó mạnh quá, nó búng cái dân tiêu cả nhà. Cả nhà. Giờ tới em sạch nha, không biết cái góc quay này có thấy được hay không nữa. Để kiểm tra lại cái này. Để em kiểm tra lại nha. Nhảy lại em phải quằn ra giữa này nè. Ừ. Em quằn ra giữa xong xuôi rồi chút xíu em mới quằn vô đó. Vậy là nó cũng nhảy nè. Giờ phòng là nãy giờ sạch cũng mệt rồi cái này. Giờ là để cho Hiếu sạch. Này có hai anh em à. Mà nay sụp là quậy lũ ôm. Quậy lũ ôm. Cái lũ ôm này là hồi xưa là chiến tranh hồi xưa để còn sót lại mà không biết của
nước nào bỏ thì cái này mình không biết. Chứ thì thật sự này là cái lỗ bơm. Này là cái lỗ bơm hồi đó nha. Ồ có cá nó chạy thấy rõ luôn trời. Không biết cái lỗ bơm này lúng dữ à. Mới đầu bỏ nó có lỗ nó bự bao lớn thì mình không biết, chứ bây giờ hiện tại bây giờ là nó còn lại là khoảng. Em cả nhà thấy không? Sạch mà cái tay em nhúng nước luôn mà nó chỉ hơi tê tê thôi. Hiện tại bây giờ khoảng còn 200-300 lớn. Cái con cá mà còn bơi thảnh thơi nè. Nè. Không xi nhê gì luôn á. Cá nó có khô gì. Ủa cá đói. Ở đây có cá đói nhiều ghê ta. Thấy rõ luôn á. Nhảy à. Đó. Em muốn nó vô trong á, em phải quậy giữa. Đi từ từ thôi, em không có căng với lẹ thôi. Em quậy giữa giữa này là chút nó mới vô trong. Đó. Sao quá tới cái bình không biết, nước tới cái bình không? Ăn khô dữ. Sợ nước tới cái bình. Anh sợ ngập cái máy thôi, còn cái bình ăn khô dữ. Nửa cái bình là vẫn còn đi được. Em cứ đi bình thường. Ủa cá đói rồi anh Kẹt ơi. Đây cá đói nhiều á. Ừ cá đói này mà có lưới ba rồi. À, em nhúng tay dưới nước luôn cả nhà. Đâu xi nhê gì đâu. Nó có bị gì đâu. Đó, mọi người xem clip á là mọi người phải xem cho hết. Và xem cho kỹ. Không? Còn nó khác với kích điện nha, kích điện là nãy giờ là ngã ngửa rồi chứ không phải chơi đâu. Em họ nắm luôn cái gì chì tới bóp lên luôn, cũng đâu có giật đâu rồi, giật tưng tưng đi tư nhẹ nhẹ chứ không có gì. Thì nó tê tê cái tay hơi hơi nè. Chứ đâu có gì đâu. Mấy bà nữ đi xịt ở hoài. Nó bị cạn quá rồi cả nhà. Ơi bị nước ngập quá rồi cái mặt đầu vô trong rừng. Kiếm mấy cái lỗ hố bơm như vậy nè. Rác. Ở Bạc An mới có hố bơm còn sót lại cả nhà. Còn ở trong Long Thọ thì hố bơm nó nước liền nhiều lắm. Nó liền lại rồi. Tôm tép đâu thấy rác còn nhiều cả nhà. Đẩy lửa tôm lửa rác. Trong mấy hố này thì có rác là chắc chắn rồi, tại vì nó đã nước động mà. Nó có trôi đâu đó. Nó không trôi được đâu. Vậy hay vậy chứ tép bữa đóng liền đóng. Trời đã không? Xiên thì chỉ cần xiên tí thôi là đã có ăn rồi. Khỏi phải bàn cãi cả nha. Ồ con chú nè. Đã. Đây, tép này được kìa. Ủa nó đã không? Chỉ cần tép, xiên tép này tép bực quịch. Đó, xiên đây đó. Mê không? Sao lụm rác thải hoài, lụm tép vô luôn đi. Một có nó nằm nuôi nuôi. Nằm nuôi nuôi luôn. Đơn giản. Đơn giản. Giờ xong hai anh em sẽ thử di chuyển sang hố bơm khác. Tìm hố bơm khác để coi coi có sú to không cả nha. Nếu chỗ này sú nó hơi nhỏ. Giờ nếu kiếm chỗ khác thử coi có tôm bự không. Nếu mà có tôm bự nữa mà hố nào cũng nhiều nhiều như vậy á là triển khai đợt sau sẽ đem theo đồ sẵn sàng hết. Máy oxy đang máy oxy nha cả nhà. Chủ yếu là đem về thả ao cả nha, nuôi. Thay vì mình đi mua thì giờ mình xiên một chút thì mình khỏi phải bỏ công mua, bỏ tiền mua. Con giống, con giống, con giống nuôi. Này nước tôm thứ này nuôi cả tháng trời mới lên được vậy em. Ghê vậy? Hơn nữa chừng nuôi số bột lên. Nuôi thả số bột cực lắm. Nó phải lướt mùng rồi nó mấy bữa mà như nước rong nó đã ép cống từ nó toàn thấy mà nóng ruột luôn. Thứ tôm thứ em lụm trên chú thứ đó là nuôi tháng mấy, tháng 10 ngày hơn. Như tính ra nuôi mà cả một cái ao chắc bộn tiền mới chơi đâu.
thả lần năm bảy chứ nếu mà ao nhỏ nhỏ thả 50.000, còn mấy thả 100.000, 200.000, còn đùng lớn là thả tới lần 500.000, 1 triệu một triệu con nha cả nhà, một triệu con chứ không phải là một chứ triệu, triệu đồng đâu, một con 2.000 đồng. Không, con này tôm tôm phước này chỉ 10, ý là số bột là 10, 13, 14 đồng một con, 12, 13 đồng một con. Ý là con 2.000 á. Nói chung là người ta như giao cho mình á. Còn nó xuống dưới 7-8 đồng, 7-80 đồng, chưa tới 100 đồng một con. Thôi video cũng khá là dài rồi nha cả nhà. Em xin kết thúc video tại đây nha. Và tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị em mình ở những video sau nha. Bye bye.